Khi bạn nuôi chó thì việc con chó nó vui vẻ nó cũng là một cái sự vui vẻ của chủ. Việc con chó nó khỏe mạnh như thế này, đây là siro. Cạnh là Melsi. Pina ngủ rồi. Siro cứ ra gặm tiếp đi, xem nhe răng ra xem nào, xem răng của Siro còn đã trắng chưa hả? Siro nhe răng ra xem nào. Ui, lùi lại làm Pila dậy luôn. Thôi Pila chơi một quả thôi, chơi gì lắm. Con Siro đâu nhỉ? Siro đâu rồi? Con Siro chạy đâu rồi? Messi thích cục xương hơn à? Siro. Messi ở đây nè. À, Messi đây. Messi ngoan quá nhỉ. Rồi Messi ra kia chơi đi. Ra kia gặm gì đi. Gặm xương cho sạch răng. Đây. Đồ chơi của Siro đâu, Siro cầm vào đây xem nào. Siro cầm cục đồ chơi ra đây xem nào. Siro cầm đồ chơi đây. Cầm đây. Đồ chơi đâu? À trong mồm mà, há mồm mà xem nào. Sao lại cục nguyên không thích, lại cứ thích cục gì? Thích cắn cục bé. Thỉnh thoảng nuốt chiến lợi phẩm. Pila xinh gái thế nhỉ, xinh gái quá. Đây đây là kiểu mà khi mà nhà có ba đứa, phải đứa phải dùng tay, đứa phải dùng chân. Messi. Đấy, còn hàng xóm này, con kia nó lại, con chó hàng xóm nó lại kêu đấy. Nó lại kêu gào ầm ĩ ở đây, cái gì đấy không biết. Hình như là nó bị nhốt bên ngoài, nó không được vào trong nhà. Pila quay mặt lên đây nhìn cái mặt Pila cái xem nào. Mặt Pila đâu rồi? Hả? Quay mặt lên đây nhìn mặt Pila cái xem nào. Hả?
Pina ngồi lên xem nào. À. Pina à, ngồi xuống. Không ngồi ai nằm thế, ngồi dậy. Ngồi lên. Pina. Sát đây. À. Siro, rồi ngồi xuống. Nuôi chó ấy, nhiều khi là khi nhiều khi chúng nó phá cái gì đấy thì là chúng ta cáu cùn, cái đấy cũng khó tránh. Nhưng mà khi mà cái con chó của chúng ta nó bị ốm ấy, hay là nó yếu mệt, nó bệnh nọ bệnh kia thì chúng ta mới biết là đôi khi chúng nó phá nó cũng là cả một cái sự vui vẻ. Có những lúc chỉ mong chúng nó làm sao mà chúng nó có sức chúng nó phá và chúng nó khỏe mạnh để chúng nó phá thôi. Đấy, nên là nếu mà chúng nó mà có phá cái gì đấy thì cũng nhẹ nhàng xử lý thôi, chứ đừng có khắc nghiệt với chúng nó quá, bởi vì con chó nó như trẻ con thôi mọi người. Siro đây nè, Siro. Trời hanh, thời tiết đầu mùa này nó hanh, nó rất là khô, trong không khí nó rất nhiều bụi, cho nên là mắt cho nó là nó có tí, nó lại có một tí vàng. Siro thích vào trong ổ của Siro nằm. Pila cầm cái cục xương ở đây xem nào. Pila, Pila cầm cục xương ở đây nào, ra đây Pila, ra đây ôm nhau tí nào, ra đây, ra đây. Đây còn ở bên dưới còn chưa tắm để cho con Dina đây này, mới tắm để cho con Eagle thôi. Mà lông của Pila đã gì rồi? Trời nó hanh hanh, lông đã có dấu hiệu bẩn da rồi. Hả? Sao lại nhanh bẩn vậy? Mới tắm cho Pila độ khoảng tầm 2 tuần chứ mấy. Lông đã có kiểu gọi là khô da, theo kiểu như mình khô da rồi. Nó gọi là nấm gầu đấy. Cái này thì nó cũng không phải là gọi là nấm mà, nhưng mà người ta gọi là nấm gầu. Da nó khô nó bong cho nên nó tạo ra những cái bụi 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 trắng trắng. Tắm cái là sạch thôi. Bây giờ ra đằng trước này xem nào. Chỗ đây nhìn tối, bạn ra đây. Nào ngồi lên cơ, ngồi lên chứ không nằm. Nó thích phải gác chân lên người à? Ừ. Hay nhỉ. Messi ra đây. Ừ. Đấy, nhìn Messi thế này mà. Ra ngồi lên, kê đầu vào chân. À thôi, ra chơi bóng, nhường cho con. Ngồi vào giữa lòng thế này, chứ đây là những con được bế từ bé là thế này. Messi là ngày bé được bế, Siro ngày bé cũng được bế, là nó nhào vào giữa đùi nó ngồi ngay. Pila là lớn rồi mới về Việt Nam cho nên là Pila không được bế, nên Pila cứ chơi cái là Pila nằm. Siro đây xem nào, Siro ơi, Siro. Siro vào trong ổ đấy làm gì? Nhỉ, con Siro như giả hơi. Siro ơi. Siro. Ra đây xem nào. Siro. Ra đây. Siro đâu ra đây? Ừ.
Đứa nào cắn rách cái quần này của anh? Ừ. Có phải con siro không? Xích đây nào. Nào, xích đây. Chỗ siro xinh gái toán. Chỗ siro xinh gái toán. À, răng siro hôm nay trắng rồi đấy. Cho gặm đồ chơi là răng trắng, không phải đánh răng. Mà chó nhà mình chưa được đánh răng bao giờ, khổ lắm. Nào siro. Hai mẹ con. Sao nó mờ nhỉ? Ok. Hôm nay quay chúng nó chơi một tí. Chứ không thì mai ngày kia là lại bận rồi, chắc khả năng là không có video. Quay cho nó một tí cho mọi người ngắm. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào thứ hai. Sao nó lại độ nét nó lại kém, nhận nét kém thế này. Cảm ơn mọi người nhá. See you again.